Toàn tỉnh có 11 huyện nằm trong vùng có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đó là Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong. Từ năm 2007 đến nay, hầu như năm nào ở các huyện này cũng đều xảy ra các đợt lũ ống, lũ quét, khiến hàng chục người chết và thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Để chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại, những năm qua, các địa phương này đã triển khai thi công nhiều công trình đê kè chống sạt lở, thực hiện các chương trình di dân, tái định cư và tăng cường sự chủ động triển khai các hoạt động phòng tránh tại các vùng có nguy cơ cao. Từ tháng 5 thì chúng tôi đã họp và có cái ra soát lại tất cả các cái điểm mà có nguy cơ là bị lũ quét, lũ ống, rồi là nguy cơ sạt lở đất. Và trong từ cơn bão số 1 cho đến nay thì chúng tôi đã có cái theo dõi rất là chặt chẽ, chỉ đạo các xã, rồi phân công cán bộ huyện tỏa về các cái điểm để có cái chỉ đạo cụ thể từng phương án xử lý từng cái điểm một cụ thể. Thì những cái điểm mà có nguy cơ cao thì kiên quyết thực hiện các cái biện pháp để mà có cái sơ tán dân đến cái nơi an toàn. Ngoài ra thì một số cái điểm mà có cái nguy cơ sạt trượt cao thì chúng tôi cũng đã có cái phương án sắp tới đây để khắc phục, để những cái trận bão sau và những cái năm sau thì nó sẽ đỡ các cái hậu quả nghiêm trọng. Từ năm 2011 thì gọi là lũ lịch sử, tức là 50 năm thì có lặp lại một lần, thì huyện rút ra kinh nghiệm thì nên bây giờ toàn bộ cái hộ mà nguy cơ sạt lở dọc con sông thì cũng đã có cái chương trình tái định cư. Bây giờ sông Nam Bộ mà chỗ thị trấn Mường Xén xuống chỗ Khe Tí thì cái dự án đã được phê duyệt, tức là hiện nay kè thì cũng gần đang thi công cũng gần hoàn thành. Bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, một trong những vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Tương Dương. Mùa này năm ngoái, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm cho nước lũ dâng cao, gây ngập lụt một số nhà dân, kéo theo tình trạng sạt lở đất dọc bờ khe. Dòng chảy của con khe vốn cách xa nhà dân hơn 30 mét, nay chỉ còn khoảng 1 mét. Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống dọc bờ khe khi mưa lũ tràn về, đầu năm 2016, huyện Tương Dương đã đắp đê nắn dòng chảy ra xa, đồng thời làm kè dọ đá dọc bờ khe. Đầu năm 2016, được Ủy ban nhân dân huyện đầu tư xây cái kè, thì năm nay bão đến muộn nhưng mà lại nguy cơ sạt lở thì không có gì xảy ra nữa. Nhân dân an tâm ở lại tại chỗ, sẵn sàng để đối phó với lũ sạt lở và lũ ống, lũ quét. Còn đây là khu tái định cư bản Hồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Sau trận lũ lịch sử năm 2011, 12 hộ dân sống bên bờ sông Nậm Mộ bị lũ cuốn mất nhà ở. Hay những gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm đã được chuyển về nơi ở mới an toàn hơn. Trận lũ lịch sử năm 2011 đã làm tốc mái, ngập lụt và cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và tài sản của gia đình tôi cùng nhiều hộ dân sống bên con sông Nậm Mộ này. Sau đó, xã đã xin đất lâm trường hỗ trợ cho mỗi gia đình 7 triệu đồng và vận động chúng tôi lên đây xây dựng nhà để sinh sống cho ổn định, an toàn. Hiện nay chúng tôi đã ổn định tư tưởng và khi mưa lũ về thì không còn lo lắng gì nữa. Liêng sổ, liêng xương và an toàn. Mặc dù đã chuẩn bị các phương án để ứng phó và cũng được dự báo trước, nhưng hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại khá nặng nề tại huyện miền núi cao Kỳ Sơn. Nước lũ đã cuốn trôi 6 nhà, làm ngập 16 nhà dân đang sinh sống bên các khe suối. Một số máy phát điện, xuồng máy, ô tô và diện tích hoa màu cũng bị cuốn trôi, ngập lụt. Mưa lớn cũng làm ngập một số cầu tràn, làm sạt lở nhiều đoạn đường, gây ách tắc giao thông và cô lập một số điểm bản. Hiện nay trên địa bàn các huyện miền núi đang có một số cơ quan, đơn vị, trường học và khoảng 2.575 hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao, cần phải sơ tán. Trong đó, huyện Kỳ Sơn có khoảng 740 hộ tập trung ở các xã Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Mỹ Lý, Mường Tiếp, Mường Ải. Huyện Tương Dương cũng có nhiều điểm nguy cơ lũ quét, sạt lở, ách yếu, nhất là tại các xã Lưu Kiền, Lượng Minh, Yên Na, Yên Tĩnh, Yên Hòa, Mai Sơn và Nhôn Mai. Hiện nay đa phần các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đều có mong muốn được sớm di dời đến nơi ở an toàn. Nhưng khó khăn nhất hiện nay là gia đình không có kinh phí và xã cũng không còn quỹ đất ở. Xã Lượng Minh thì hiện nay là về chỗ nguy cơ sạt lở thì có cái điểm chỗ dọc cái đường từ rào đi vào vẻ.
thì có mấy bản bản Lạ với là bản Cối với là bản Mỹ Phương. Còn chỗ là thì lũ ống lũ quét thì có cái 4 bản cũng trong là Khé Mạt, tức là gồm bản Đửa rồi là Mỹ Tiến, Mỹ Thành, Trạm Bông. Thời gian qua thì có cái khu tái định cư của bản Xuân Mạt, đây là tất cả đây có 37 hộ thì hiện tại là thì cũng đã đi rời về đây là cũng làm nhà ổn định. Hiện nay nó còn có một số hộ là muốn ở lại dọc đường ở trên bản cũ á, chưa đi rời được chỗ này, thì cũng có kinh phí để tháo nhà rời nhà của họ đi được. Đối với điểm trường Hội Thờ đấy thì mùa mưa lũ thì năm nào cả cô cũng lo lắng cái chỗ là sạt lở, chỉ cần có một trận mưa đến thì cả cô là phải chuyển học sinh rồi. Thứ nhất là để an toàn, mà thứ hai nữa là nước nó chảy vào trong phòng thì cô cũng không được dạy được, trò không ngồi học được, là vì là sợ sạt lở là sập nhà. Cùng mong là có một cái nguồn kinh phí nào đó để tu sửa lại hoặc làm thêm một phòng học mới thay cho phòng học này, để cả cô cả trò an tâm học hành. Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thường xảy ra bất ngờ và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm nay sẽ có nhiều bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ với diễn biến phức tạp hơn so với năm 2015. Vậy nên, vấn đề phòng tránh thiên tai ở các huyện vùng núi cao cần được triển khai thường xuyên, kịp thời đến từng thôn bản và hộ dân. Về lâu dài, cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để hỗ trợ cho các địa phương đầu tư sửa chữa, xây dựng các công trình đê kè, tường chắn lũ, sạt lở. Hoàn thành sớm kế hoạch di dời, sắp xếp ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai và vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo đời sống và sản xuất, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra ở các huyện miền núi, nhất là các huyện vùng cao.